chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lắng Nghe Radio. Và Hồng Xuân này em nhận tên của bạn. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lắng Nghe Radio. Và Trần Xuân này, nhắc đến hai chữ đại học thì bạn sẽ nghĩ tới điều gì? Đối với mình, khi nhắc đến hai chữ đại học, người ta thường hay nghĩ đến qua môn học lại hay đăng ký tín chỉ. Còn với Vũ Quang thì cao thì sao? Mình nghĩ rằng là cho dù là vấn đề nào với chăng nữa thì cái việc tham gia vào câu lạc bộ thì cũng là một điều mà đáng tranh cãi nhất. Tại sao phải tham gia vào câu lạc bộ khi mà người ta có thể đi làm thêm, va chạm xã hội chẳng phải là sẽ tốt hơn rất nhiều hay sao? Đối với tôi thì đây toàn là những cái nhìn một chiều, cái nhìn của những người tự đóng riêng cho mình một cái hộp mà không dám bước ra khỏi chúng để tìm đến những cái mới, những điều đúng. Mình thì không thấy thế, mình nghe bảo là câu lạc bộ thì chỉ toàn là làm màu mà thôi. Tại sao bạn lại nghĩ như vậy nhỉ? Bởi vì là trước hết thì có quá nhiều ý kiến cho rằng là việc phần lớn tham gia các câu lạc bộ là bày vẽ. Thứ nhất là những cái vòng thi tuyển thì quá là cầu kỳ, và việc bắt các bạn sinh viên năm nhất phải làm những đề án hoặc là để training đào tạo thì là quá là không phù hợp đối với các bạn đó. Và thậm chí có người cho rằng là câu lạc bộ là một cộng đồng để học hỏi, kết bạn thì cần phải mở cửa cho tất cả các bạn sinh viên có thể đến học hỏi và hòa nhập. Hà cớ gì mà những người trong câu lạc bộ lại có thể tuyển dụng như những công ty lớn, mà trong khi ban tổ chức chỉ toàn là những sinh viên năm 2, năm 3 mà thôi. Và thậm chí mình còn không thích ở một điều, đó là các anh chị khi phỏng vấn đều nói rằng là anh chị chỉ cần tìm những người mà phù hợp nhất chứ không tìm những người giỏi nhất. Vậy tại sao khi mà kết quả đưa đến, những người được chọn vào chính là những người giỏi nhất và giàu kinh nghiệm nhất? Mình thì không đồng tình với quan điểm của bạn về cái vấn đề này. Mình thì cũng là một tân sinh viên và cũng đã đấu tranh để được vào cái câu lạc bộ mà mình mong muốn. Vậy mà bạn lại nói rằng là ngoài tầm với của sinh viên năm nhất. Vậy thì mình có khác gì với các bạn? Từng vòng tuyển mà bọn mình phải đều vượt qua thì đều phải cần có sự nỗ lực của bản thân thì mới có thể bước chân vào câu lạc bộ. Do vậy chẳng có lý do gì mà mình làm được và các bạn ấy không làm được cả. Chỉ là các bạn có tin vào bản thân mình hay không. Việc nói rằng vòng tuyển quá cầu kỳ và khó khăn là theo mình là thiếu thực tế. Ôi trời, toàn là những sinh viên năm 2, năm 3 thì có thể giúp được gì cho mình chứ? Không đâu bạn ạ. Theo mình thì câu lạc bộ là một môi trường dành cho sinh viên, cung cấp những kỹ năng, kiến thức rất sinh viên. Do vậy đừng đánh đồng tất cả điều này đối với các tổ chức công ty lớn về cái tính chuyên môn. Ồ, vậy thì cảm ơn Hồng Xuân rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn. Vậy là một ngày thứ tư nữa lại đến rồi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Thành Âm Cuộc Sống. Và tôi là Bích Ngọc. Và tôi là Kim Anh. Chúng tôi sẽ cùng đồng hành với quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề đó chính là mùa thu Hà Nội. Quý vị khán giả ơi, dù là bận rộn như thế nào, quý vị hãy nhớ khung giờ phát sóng của chúng tôi là 8 giờ tối trên thứ tư hàng tuần trên kênh Skill Radio nhé. Dạ. Hồng, em tên là gì á? Kim Anh. Kim Anh thân mến. Của một chút se lạnh, một chút gió thoảng nhẹ và nhất là không khí mà không có mùa nào ở Hà Nội có thể chiêm ngưỡng được. Đó là một hương vị của cốm hay là hương vị của mùi hoa sữa đấy. Đúng rồi, tôi cũng đồng ý với lại bạn Kim Oanh. Bởi vì là bản thân tôi là một con người sinh ra và lớn lên ở Lâm Đồng, nhưng mà tôi đã chuyển ra đây được 2 năm. Và trong khoảng thời gian 2 năm đó thì tôi thực sự là bị đắm chìm bởi mùi thơm của hoa sữa, mùi của những cái món ăn rất là thân thuộc vào mùa thu. Thì Kim Anh thân mến, thì mùa thu thì bạn thường hay ăn món gì nè? Thật ra thì Kim Anh đến từ Thanh Hóa và đây cũng là lần đầu tiên mà Kim Anh trải nghiệm mùa thu của Hà Nội. Nhưng mà có một điều mà Kim Anh thấy là vừa quen mà cũng rất là lạ đối với người Hà Nội nói chung và tất cả những người khi mà sống ở Hà Nội nói riêng, đó là món cốm đấy. Bởi vì là món cốm Kim Anh ấn tượng bởi vì mỗi sớm mai khi mà thức dậy mình ngửi thấy mùi cốm mà rất là muốn ăn và háo hức muốn ăn. Và cái điều ấn tượng và đặc biệt nhất đối với anh về cốm chính là cái hương vị của nó khi ăn. Nó khi mà được ăn chung với chuối, nó rất là ngon và nó tạo cho mình một ấn tượng không thể nào quên được. Và chị Ngọc biết không, quý vị khán giả biết không, cốm Hà Nội còn được chế biến rất là nhiều món như là chả cốm, bánh cốm, xôi cốm hay là chè cốm nữa đấy. Thực ra là
Món bánh cốm cũng là một trong những cái món ăn yêu thích của bạn Ngọc, của tôi. Bạn Kim Anh, ngoài món bánh cốm ra thì bạn còn ấn tượng với món nào khác không? Để chúng ta có thể chia sẻ với quý khán giả. Thực ra là một người không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng mà quanh tìm hiểu và yêu mùa thu Hà Nội ngay từ khi mà nó mới bước sang thu. Và quanh cũng biết được rất là nhiều món ăn ngon trong mùa thu Hà Nội mà nhất định các bạn phải thử. Và nếu như có thích thú thì sẽ dẫn chị Ngọc đi nhé. Đó là những món như là chả cốm, này, bún chả, hay là bánh trôi, tàu, hay là một món cháo sườn thôi. Nhưng mà ăn với một không khí của mùa thu thì nó khác hẳn đấy. Không khí se se lạnh. Và chúng ta còn có thể nhìn thấy những chiếc lá vàng từ từ rơi xuống đất. Đó, lúc đó thì thả hồn vào trong làn gió, thưởng thức những món ăn ngon để cảm thấy yêu đời hơn.